Vậy chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ ba. Trận thi đấu nó cũng chưa phải là bản lề. Yes. Vậy chúng ta cùng đến với trận đấu thứ ba thôi. Đã bắt đầu rồi. Tôi cảm giác ngon hơn rồi đấy. Ngon hơn vãi bằng cái việc mà vừa rồi Hồng Anh thoát đế chế ra và vào lại. Đây rồi, có voi. Không, anh đang quay con voi mà khiến cho con voi không biết đuổi lên đuổi thằng dân nào. Một bài đánh thịt kho tàu với việc có con voi về trước đóng e và sẽ đi tìm một cánh rừng để có thể thiết kế. Đây rồi, cánh rừng thông rất đẹp. Tôi đã nhìn thấy luôn chỗ đặt ép đẹp luôn rồi, bằng việc ken cái cây gỗ 75 kia đi. Bảy hiệu đầu cũng thấy luôn. Trận thi đấu thứ ba này thì là một trận thi đấu mà xét về lượng đồ ăn thì tôi đã thấy nó tươi tắn hơn so với hai trận thi đấu trước. Hai trận thi đấu trước là những trận về đồ ăn là rất xấu dành cho Hồng Anh, nhưng các bạn có thể thấy trận thi đấu thứ hai Hồng Anh cũng thể hiện rất tốt khả năng ép đời của mình. Bảy hiệu đầu về nhà và hai bảy hiệu xa cộng với bãi quả đầu 6 cây, Hồng Anh vẫn có thể ép được với 25 cộng 1 ở 9 phút 47 giây. Mắc nhất có thể. Trừ khi mà cho 4 dân đóng nhà điều kiện thì có thể là nó sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng mà cũng chỉ một vài giây thì nó cũng không giải quyết quá nhiều việc. Vẫn trở lại với trận đấu này thôi. Một bài đang có hai con voi, bảy hiệu đầu 4 con về nhà chính. Cẩn thận, coi chừng. Rồi. Hồng Anh đang không mang thêm dân đi dò, bởi vì Hồng Anh cũng đã có quả phụ. Một bài có thể đây sẽ là một bài liêng đến quy dành cho Hồng Anh. Vâng, vào liêng trong game win mà liêng đến quy chắc là vâng, tụt quần đi về đấy, tố hết cả quần áo luôn. Vâng, trong game win.pro
Game bài đối tác của MTV thì có những game rất phổ biến kiểu tiến lên miền Nam này. Tá lả này, ba cây, sâm. Bằng sâm cũng là một cái thể loại game bài mình rất là thích chơi. Đánh sâm cũng khá là đơn giản. Vâng, Tết năm nay khi mà không kèo thì mọi người có thể vào đấy để có thể tìm mình. Bởi vì chúng ta vâng ngày 30 Tết, ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 2 Tết thì có lẽ là sẽ không có kèo. Vì thế mà chúng ta có muốn gặp nhau thì cũng chỉ có vào game win thôi. Chả thể đi đâu được cả. Vâng, đang có một chút hiện tượng đơ. Và lại ok rồi. Dường như ai đó bên phía một người quay phát hay là Phong Lưu Tình là người bị đẩy ra thì phải. Vâng, có những bạn hỏi là cái xu ở game win thì xử lý như nào. Vâng, xu ở game win thì tỷ lệ so với Gcoin tại gamedv.vn là tỷ lệ 1-1. Vâng, giá trị tương đương nhau. Và các bạn cần giải quyết hay thanh lý thì vâng, mua bán thì sẽ có những đại lý sẽ thu mua ngay lập tức mỗi khi các bạn có nhu cầu. Nhanh gọn. Rất là dễ dùng. Với việc mà đổi từ Gcoin sang vâng, đổi hai chiều từ Gcoin sang xu vâng lại thì cũng chỉ cần cái mật khẩu cấp 2 thôi là xong thôi. Rất dễ dàng. Lên đời xong, nhà điều kiện đang gấp rút được Hồng Anh thiết kế. Vâng, lên lên tí rồi, lên dốc đi. 24 dân đánh bài 23+1, đánh cung kích 9 sớm. Hồng Anh đang muốn đánh một trận thi đấu mà khiến đối phương bất ngờ, đang muốn vâng tạo sự bất ngờ dành cho Phong Lưu Tình với một bài 23+1 9 rất sớm, cung kích 9 sớm. Chỉ có thể xem cái bài đấu có thể làm được cái điều như thế, hoàn toàn lên xong có thể xong được 4 A đều. Nhưng cơ bản là những turn đầu tiên là phải kết liễu của đối phương, chỉ đánh về lâu về dài thì tắc. Bởi vì cái việc đánh ít dân nó lại bị ảnh hưởng nhiều so đến cái việc mà phát triển về sau. Ba chữ ruộng được xây, 8 ruộng sẽ đủ 4 nhà đều, và 10 ruộng thì sẽ được 4 nhà đều và 1 nhà chính đều 1 dân. Đó là cái công thức đánh sen. Các bạn có lẽ cũng biết rõ hết rồi, thì chúng ta vâng học hỏi được cái kỹ năng đánh cung từ các game thủ bên phía Trung Quốc từ rất nhiều năm nay. Có lẽ là từ tận từ thời 2010, thời mà vâng lần đầu tiên Fiorina giao lưu với các game thủ Trung Quốc mà thua không hiểu vì sao thua. Vâng, thua không hiểu vì sao, không hiểu vì sao mà Trung Quốc người ta đánh, người ta ép quân ép dân đều như vậy. Nói chung là cái việc mà chê game thủ Trung Quốc gà thì tôi nghĩ là không lên. Bởi vì thời ngày xưa đánh mình toàn ít không mà, làm gì có cửa đâu. Vâng, bây giờ thì chúng ta phải cảm ơn đế chế Việt Nam ban chúng ta những chim sẻ, những Hồng Anh, những BB, những Nghe He. Vâng, những game thủ trẻ có khả năng đánh cung rất tốt, có thể cân bằng lại lực lượng với Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc bây giờ cái thế hệ trẻ người ta không nhiều, rất ít. Về những người chơi game bên Trung Quốc, những người chơi đế chế bên Trung Quốc lại toàn người già, toàn tầm tầm có tuổi tí rồi mới chơi chứ không phải những game thủ trẻ. Và bây giờ thì turn đầu tiên của Hồng Anh được sinh ra. Cái chỉ đầu tiên Hồng Anh đẩy sẽ là hướng đối diện nhà của mình sao, hay là sẽ dịch dịch lên khu vực góc 3 giờ một chút. Đây rồi, gặp luôn. Ưng nắm, bãi gỗ về. Rồi mút nó. Hai bé. Sẽ là ba bé, bốn bé, như vậy là ăn được 4 tân. Đèn một chiếc móng nghe đi. Gỡ gỗ. Và bây giờ thì vâng, Phong Lưu Tình mang quân ra bắt Hồng Anh, nghe lập tức rút chạy. Chả mất cái gì cả.
Vâng, tơn rờ đầu hiệu quả, bốn thằng dân như vậy là hiệu quả. Và đây là nhà của Phong Người Tình. Ờ, anh ta đóng A mới. Vâng, các bạn có thể thấy cái cách cơ cấu nhà của Phong Người Tình hơi dị. Hồng Anh đang có một tơn gặp cái gì bắn cái đấy. Và ngay lập tức biết ngay mà vừa đầu tơn trước thì Hồng Anh là người ken e để tìm xem liệu Phong Người Tình có ra bắt không. Ngay lập tức một lúc sau thôi, chưa đầy 10 giây sau, ngay lập tức Phong Người Tình ở có mặt ở khu vực đó. Hồng Anh ngay lập tức én và rút chạy về nhà của mình. Và tơn này sẽ là một tơn đục thẳng vào trong nhà của Phong Người Tình. Tiếp tục là kin thân. Hồng Anh đang muốn kin thật nhiều dân của Phong Người Tình, càng nhiều dân càng tốt. Càng nhiều dân càng tốt rồi. Hai đạo hai bên, các bạn thấy cái khả năng công của Phong Tình, à cho cả cái khả năng công nhà của Hồng Anh đang khiến cho Phong Tình cảm thấy rất nhiều khó chịu và khó khăn để đỡ nhà trong tơn này. Đổi quân lấy dân. Và đây một tơn đổi, tôi nghĩ có lẽ là hời. Có lẽ là hời đến từ Hồng Anh. Bây giờ là lúc tăng A ra để cân bằng lại số lượng quân đã mất. Vẫn chỉ là chặt gỗ một. Bốn A vẫn đang sóc siêu đều. Và thời điểm này, thời điểm Hồng Anh đã tăng được nhà thứ 5. Bắn lổ luôn cả nhà chợ của game thủ Phong Lưu Tình. Liệu Phong Lưu Tình mang dân được sửa không? Không sửa thì lổ luôn. Còn xấy một tờ nữa là lổ. Nhưng Hồng Anh sẽ không vào, không tại gì mà vào, bởi vì chắc chắn rằng Phong Lưu Tình sẽ đứng rất nhiều quân đấy. Hồng Anh đang một tờn đi vòng sát mép bản đồ và lại lên nhà của Phong Lưu Tình từ hướng 6 giờ lên 3 giờ. Sẽ là một cái hướng đi khá chí mạng. Và đây, còn như vậy là Hồng Anh bắt bài đi công đến với Phong Lưu Tình. Tân quân đó là một tân quân đứng ra để chờ Phong Lưu Tình đẩy lên. Và ngay lập tức Phong Lưu Tình đi vào đây. Một điều mà khó thể có thể giải thích được tại sao các game thủ đánh có thể đọc được cái bài như thế, đoán được cái ý đồ đi quân của đối phương. Hồng Anh chủ động đứng quân ra bắt. Nhưng chậm chân hơn, Phong Lưu Tình có 1-2 bước thôi. Nhà lắm sư tử thế nhỉ. Giờ vẫn còn bị sư tử cắn chết dân nữa. Bó tay. Phong Lưu Tình đi lên và tiếp tục là một pha đứng quân chờ sẵn đến đường Hồng Anh. Nhưng một lượng quân tơn này Hồng Anh thủ tươi, thủ ngon luôn. Nếu như Phong Lưu Tình mà quyết tâm đẩy lên thì sẽ là một tơn thiệt thòi rất nhiều. 74-76, Hồng Anh đang tỏ ra cửa trên hoàn toàn so với Phong Lưu Tình trong trận thiếu này. Đang là một trận thi đấu rất hay. Cung kích chín sớm, 4 A đều. Thậm chí còn đốt lổ luôn cả nhà BM của Phong Lưu Tình nha. Rất khét. Bây giờ thì là 5 nhà đều rồi. Chặt gỗ đã là chặt gỗ 2. Tham lai là 79-80. Hồng Anh cần phải chú ý đóng E nhiều hơn. Còn gặp quân dọc đường. Một tớ ôm lên đến từ Hồng Anh. Tiếp tục sẽ là đứng đốt E. Và đây là một tờ vâng hai cái quân rất to. Phong Lưu Tình thì lại vâng ngựa quen đường cũ, anh lại lên công bằng con đường vừa nãy. Đây là một con đường mà vâng ở nhà em ơi, nhà đổi nhà sao tôi biết ngay mà chưa kịp nhắc Hồng Anh bịt mấy cái E vào mặt đấy. Vâng, nếu bịt được mấy cái E vào đấy thì ngon. Bây giờ thì Phong Lưu Tình cũng vào nhà Hồng Anh, mà Hồng Anh mang một lửa đạo quân đi công về bắt và một lửa cắt vào trong để có thể lấy dân của Hồng Anh. Thảm này vẫn đang là 79-96. Vâng, như vậy là Phong Tình gõ 2-3, công được nhà đối phương và ở nhà mình vẫn thủ được. Rất tay, rất tuyệt vời đến từ Hồng Anh. Tỷ số được lên cách biệt là 2-1. Chúng ta sẽ đến trận thi đấu thứ 4. Và một trận thi đấu mà tôi đánh giá cao khả năng đi công của Hồng Anh thời điểm đầu. Công cực rát, công kiểu đấy mà ít tay thì không đỡ được, ít tay thì không thể đỡ được. Mà thậm chí còn vừa mất cả sân mà lại không bắt được quân cơ thì là quá thiệt.